Đây là cái cổng chùa, cái
đường tỉnh lộ. Cổng chùa Bình, chùa này là chùa Hoa, nhưng mà năm 58 mình bây giờ đa số người tới đông đồng là người Việt Nam, cũng thấy người Hoa nữa mà thấy người Kinh đây nè. Kế bên người ta có cái cho mình người Hoa đây người ta cầm nước nè. Giờ mình lên đi ra về đó, này đường từ trong chùa đi ra đó, ngoài cổng này, ở ngoài cổng đó là cái đường xe chạy trước đó là cái đường tỉnh lộ. Hôm nay mùng 2 Tết bà con đi cũng đông. Tới chỗ cáp treo núi Cấm. Ở đây là cái chỗ cáp treo đi lên núi Cấm rồi. Nó có cái trạm chỗ này. Chạy vô đây gửi xe rồi mua vé ngồi cáp treo đi lên núi Cấm. Lên xuống hình như cũng trăm mấy trăm ngoài. Nghe thấy đây giờ cũng sơn tụ. Hôm nay là ngày Tết, thử ra thấy đông. Ở trước này cũng con đường đi lên núi Cấm nữa, nhưng mà đi bằng xe lữ hành là Lâm Viên núi Cấm, còn bên kia là cáp treo núi Cấm. Đường ở trước này là con đường mình đi xe máy, nhưng mà xe máy thì chỉ
đi xe ôm lên chứ nó không cho tự lái lên bởi vì đường nó hơi nguy hiểm. Với mình chạy xe gắn máy vô trong này, mình gửi ở cái chỗ gửi xe rồi mình kêu xe ôm lên. Xe ôm lên là 4 người à. Ngay góc chùa này luôn, là cái chùa này cũng lớn. Đây là xã An Hảo của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đeo túi sách, đeo gì cũng luôn là cái này là cảnh hơn. Thì mấy hôm nay cũng có bà con ở Campuchia, mấy người ta đi làm ăn Campuchia, người ta về thì thấy xe bản số Campuchia cũng nhiều, đi làm ăn đó lại tới quê quán về tới với gia đình. Bữa nay còn sương mù quá trời luôn.